chớp ngân thù. Vâng, thưa chú Trần Nhật Quang, sắp đến ngày đất nước thống nhất 30 tháng 4, rất nhiều người Việt Nam hải ngoại trước đây là từng là lính Việt Nam Cộng Hòa chống cộng điên cuồng, giờ đã trở về với nhân dân Việt Nam, với đất nước Việt Nam. Vậy mà có một số thanh niên trong nước gần đây lại muốn khôi phục lại cái thây ma Việt Nam Cộng Hòa. Vậy chú nghĩ sao về điều này? Cảm ơn câu hỏi của cháu. Chú nghĩ rằng như thế này nhá. Thưa quý vị, thưa các bạn, tôi đã có 3 năm sống và làm việc ở Tây Ninh từ năm 1978 đến năm 1981. Tôi đã đi khắp Nam Bộ, tôi đã đi nhiều tỉnh Nam Trung Bộ. Với cái nghề nghiệp của tôi tiếp xúc với rất nhiều nông dân. Tôi đã từng lội ruộng với bà con nông dân rất nhiều. Thì tôi có một cái cảm nhận, một cái nhận định chắc chắn, đúng, không thể nào chối cãi được. Đó là gì? Nhân dân miền Nam đều rất là sung sướng vì đất nước đã hòa bình và thống nhất. Những năm sau chiến tranh, do hậu quả của chiến tranh thì đời sống rất là khổ cực. Nhưng nhân dân miền Nam vẫn cảm thấy là rất vui sướng. Mỗi khi nhắc lại đến ấy, cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa mà người các bạn miền Nam ở trong Nam lúc ấy hay nói với tôi đấy, cái từ ngữ hồi ấy gọi là Trào Ngụy. Nhắc đến Việt Nam Cộng Hòa, nhắc đến Trào Ngụy thì nhân dân miền Nam đều cảm thấy ghê sợ. Bởi vì sao? Bởi vì Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì Trào Ngụy, hai cái danh từ ấy nó gợi lại một cái ký ức kinh hoàng về một cuộc chiến tranh tàn phá và đẫm máu. Con em thì bị bắt đi lính, chết trận một cách vô nghĩa, chết thay cho lính Mỹ, chết mà để đất nước bị chia cắt, miền Nam bị ăn cướp ra khỏi Tổ quốc Việt Nam. Đấy là cái chết vô nghĩa. Cho nên ý, là trả lời câu hỏi ấy, của cháu, cũng như tôi muốn nói với quý vị khán thính giả một cái sự thật. Nhân dân miền Nam sau hậu chiến rất ghê sợ, rất kinh tởm cái Việt Nam Cộng Hòa, cái Trào Ngụy, bởi vì nó gợi lên một cái ký ức kinh hoàng. Thế còn đất nước đã hòa bình thống nhất 40 năm, tại sao bây giờ ấy lại có ấy, tạm gọi thôi là một cái phong trào đấy, là đòi xuyên tạc lịch sử, vinh danh Việt Nam Cộng Hòa. Đặc biệt như cái sự kiện gần đây, cách đây hai chủ nhật, bọn chống phá đất nước biểu tình ở thủ đô Hà Nội, thì trong cái cuộc biểu tình ấy có 5 thanh niên
từ Nghệ An ra, chúng mặc áo đen và in quân hiệu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa lên ngực, rồi chúng chụp ảnh công khai ngay thanh thiên bạch nhật giữa Hồ Gươm, rồi chúng tung cái hình ảnh ấy lên Facebook. Thế rồi trên Facebook bọn phản động mà cầm đầu là toàn là những cái bọn phản động ở miền Bắc thôi. Chúng phát động một cái phong trào là ngày 30 tháng 4 được, tức là đi tìm mua áo đen để mặc trong ngày 30 tháng 4 đấy, để chúng hùa theo cái gọi là tháng tư đen của bọn tàn quân ngoan cố ở lưu vong ở bên Hoa Kỳ. Vậy thì tại sao lại có một cái gọi là phong trào nhá, vinh danh Việt Nam Cộng Hòa, là ý là muốn khôi phục lại Việt Nam Cộng Hòa trên cái đất nước này. Thì tôi cho rằng là thế này, nếu như một nhúng những cái kẻ như thế là con cháu của những sĩ quan, quan chức cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa mà chúng vẫn còn ôm mãi cái lòng hận thù bởi vì chúng bị mất quyền lợi đấy, mà chúng nuối tiếc Việt Nam Cộng Hòa, thì đã đành. Lần này bọn phản động ở miền Bắc lại cũng gọi là phát động một cái phong trào vinh danh Việt Nam Cộng Hòa, giống như là đòi phục dựng lại Việt Nam Cộng Hòa. Như cách đây 2 tuần, bọn phản động đi biểu tình ở Hồ Gươm, thủ đô Hà Nội, thì có 5 tên thanh niên từ trong Nghệ An ra, chúng mặc áo phông đen, in logo quân hiệu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa lên ngực, chúng dàn hàng ngang chụp ảnh rồi tung lên Facebook. Kẻ cầm đầu là Dũng Phi Hổ. Rất may là bọn chúng ngay sau đó đã bị công an bắt. Cho nên dư luận của quần chúng nhân dân rất tức giận, yêu cầu nhà nước phải xử lý thật nghiêm cái bọn Dũng Phi Hổ, tức Nguyễn Viết Dũng này. Cái gì thì cái gì chứ, khôi phục lại một cái chế độ tội lỗi và tội ác Việt Nam Cộng Hòa là điều không thể chấp nhận được. Khôi phục lại bọn bán nước và cướp nước, đấy không phải là tự do chính kiến, đấy không phải là tự do ngôn luận. Hoặc như tôi đọc được ở trên trang Facebook của Nguyễn Lân Thắng, anh ta tham gia phát động phong trào ngày 30 tháng 4 đi tìm mua áo đen để mặc trong ngày 30 tháng 4 để hòa nhập và cổ võ cho bọn tàn quân ngụy Việt Nam Cộng Hòa còn ngoan cố chống cộng một cách mù quáng và cuồng điên ở Hoa Kỳ. Ở miền Bắc ấy, toàn dân lên đường ra mặt trận để giải phóng miền Nam,
đánh đuổi đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước. Cha ông của chúng nó, cha anh của chúng nó, của những cái thằng ấy đều là lên đường đánh Mỹ hoặc là phục vụ cho công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vậy tại sao bọn chúng lại phản bội lại cái sự chiến đấu, sự hy sinh của cha anh chúng? Thì tôi nghĩ rằng cái điều này rất là dễ hiểu. Đó là gì? Cái bọn phản động này là cái bọn mà bất mãn, chúng bất mãn với chế độ do bị sa cơ thất thế ở trong sự nghiệp làm ăn buôn bán chẳng hạn, thua lỗ đấy, hoặc bị thất sủng, không được thăng quan tiến chức đấy. Chúng quay ra là bất mãn với chế độ, oán hận chế độ, và chúng đổ hết lên những cái ấy, những cái ấy, chúng đổ tội cho Đảng Cộng sản Việt Nam, và chúng quay ra là chống Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế thì khi bọn bất mãn đã mang trong đầu cái tư tưởng chống Cộng sản, chống Đảng, thì cái thứ nhất, chúng tìm đến kẻ thù của kẻ thù. Chúng coi Đảng Cộng sản là kẻ thù thì chúng lại tìm đến kẻ thù của Đảng Cộng sản. Đấy. Thì như hồi thập niên 60, ông Mao Trạch Đông, ông ấy đã đưa ra luận điểm như thế này: thù của thù là bạn, bạn của thù là thù. Thế thì cái thứ nhất là chúng tìm đến kết bạn với kẻ thù của đất nước. Cái thứ hai, bọn chúng đều là cái loài bất bình thường. Bọn chúng đều là những cái loài bệnh hoạn về từ nhân cách cho đến tư duy, đến tư tưởng. Thì có nghĩa là bọn chúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà thôi. Thế như vậy có nghĩa là có hai nguyên nhân: một là chúng chống Cộng sản bằng cách chúng tìm kết bạn với kẻ thù của Đảng Cộng sản; bọn chúng chống Cộng sản bằng cách chống phá đất nước; và bọn chúng chống phá đất nước để chống Đảng Cộng sản. Đấy là cái lẽ nhất. Cái lẽ thứ hai là bọn chúng là cái loài ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà thôi. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn trẻ. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn động, trong lòng người